Tôi cảm thấy rất là vui mừng được có mặt ở đây ngày hôm nay cùng với lại rất là đông đủ các anh em. Thì tôi nghĩ là ở trong số này thì chắc là cỡ khoảng 2/3 thì tôi biết mặt biết tên, và cũng là một cái sau cũng là một cái thời gian khá lâu tôi có một cái điều kiện để có thể chia sẻ cũng như là có thể học hỏi thêm được từ các anh để làm sao đấy hoàn thiện các cái giải pháp cũng như là sao đấy để chúng tôi có được những cái đưa được những cái yếu tố kỹ thuật và để phục vụ được ngành điện như các anh đã xem cái phim phim này là của VTV1 làm nhân cái dịp 55 năm của ngành điện. Thì bởi vì ngành điện bao giờ cũng được chính phủ cũng được xã hội yêu cầu để đi trước một bước, cho nên chúng tôi là công ty một công ty ở trong nước thì chúng tôi cũng rất là mong muốn được đóng góp một cái phần nhỏ của mình vào trong cái sự việc sự nghiệp phát triển của ngành điện. Thì xin phép các anh các chị tôi được bắt đầu cái buổi thảo ngày hôm nay cái tài trình trình bày của tôi. Thì trong cái lịch trình ngày hôm nay thì sẽ có cái trình bày của tôi, và sau đấy thì sẽ có trình bày của anh Lê Thanh Bình là giám đốc phụ trách phần mềm cũng như cái phần nghiên cứu phát triển của công ty ATS. Và như các anh chị thấy thì chúng tôi đem đến đây là các hệ thống để demo toàn bộ những cái mà chúng tôi đưa ra đây, tức là gì, là những cái mà tôi trình bày thì gần như nó là các hệ thống giấy, và với các cái thiết bị chúng tôi đưa đi ở đây, và cũng như có một số các cái kết nối mà chúng tôi kết nối vào các hệ thống đang vận hành mà chúng tôi đã làm, thì các anh chị sẽ được nhìn thấy hệ thống thật. Thì tôi xin phép được bắt đầu trình bày phần của tôi. Thì sẽ có bao gồm là giới thiệu về ATS và giới thiệu sơ bộ về các thông tin và dữ liệu về hệ thống điện mà chúng ta cần trong quá trình vận hành. Tức là gì, là một cái hình dung nó đơn giản nhưng để chúng ta nhìn thấy là các cái thông tin dữ liệu để chúng ta vận hành một hệ thống điện nó an toàn tin cậy như là kinh tế. Và tôi cũng muốn nói đến một cái mà bây giờ cái khái niệm này đã được nói rất là nhiều trên thế giới. Báo cáo các anh chị là theo tổng kết mới đây nhất của một cái tạp chí thì người ta thấy rằng tại thời điểm này thì đến 70% cái lượng tài liệu của nói về 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 hệ thống điện, nói về cái hoạt động điện lực ấy, là nói về cái smart grid, tức là nói về cái lưới điện thông minh. Thế thì tôi cũng xin phép được trình bày vài ba cái slide về cái lưới điện thông minh. Thế và tiếp theo đấy là tôi muốn trình bày sơ bộ về các sản phẩm cũng như là công nghệ mà ATS đã triển khai được cũng như là đang nghiên cứu. Và tiếp theo đấy là cái trung tâm quản lý vận hành. Và cái trung tâm quản lý vận hành này chúng tôi căn cứ vào các cái tài liệu mà chúng tôi có được từ EVN cũng như về các cái nghiên cứu trước đây chúng tôi đã làm với lại công ty điện lực tổng công ty điện lực miền Bắc, thì chúng tôi đưa ra một cái mô hình để có thể là làm sao đấy đáp ứng cái nhu cầu của tổng công ty điện lực miền Bắc. Và tiếp theo đấy là cái tôi muốn trình bày là tại sao là nên chọn ATS trong cái lựa chọn để phát triển các hệ thống như thế này đối với lại trong lưới điện của Việt Nam. Và cuối cùng là các cái demo cũng như là các cái trình bày của anh Minh. Và bây giờ tôi xin phép đi vào chi tiết giới thiệu về công ty ATS. Báo cáo các anh chị là công ty ATS đấy là viết tắt của cái chữ là Applied Technical System, là công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống kỹ thuật ứng dụng. Công ty ATS của chúng tôi là công ty 100% Việt Nam, 100% về con người, 100% về vốn và 100% về những cái công nghệ mà chúng tôi phát triển được và chúng tôi sử dụng. Công ty ATS thì đã có 14 năm kinh nghiệm, chúng tôi thành lập từ năm 1998, và qua 14 năm hoạt động thì chúng tôi đã có được những cái sản phẩm cũng như các cái giải pháp mà cũng đã đưa được vào rất là nhiều ở trong hệ thống điện. Và công ty ATS chúng tôi có một cái tự hào đấy là chúng tôi đấy là trí tuệ của người Việt Nam. Và như các chị thì chắc là cũng biết là tôi đã làm ở trong ngành điện 20 năm,
từ năm 85 đến năm 2005. Thế qua một cái thời gian tôi làm cán bộ kỹ thuật thì tôi cũng nhiều khi đi làm ở công trường, đi làm ở các cái hệ thống điện, nhất là cái thời mà làm 500 kV đầu tiên, thì tự nhiên mình cảm giác là đối đứng trước các cái hãng lớn, các cái kỹ sư của các hãng lớn hay công nghệ của các hãng lớn như ABB, như Siemens, như Alstom, thì mình cảm giác là ngay những cái lúc đấy thì bản thân cá nhân tôi cảm thấy là gì, là rõ ràng ấy là mình cũng có thể làm được những cái mà như người ta đang làm. Vì thế đấy chính là cái điểm mà chúng tôi là có ATS và chúng tôi tự hào, và đấy là các sản phẩm giải pháp của chúng tôi, đấy là sản phẩm của trí tuệ của người Việt Nam. Và những cái này cho đến bây giờ ấy, là tôi từ cá nhân tôi, từ phía ATS và tôi nghĩ là từ phía người dùng, là các công ty truyền tải hay là các trung tâm điều độ, thì chúng tôi cũng đã phục vụ được các lợi ích cho hệ thống điện Việt Nam và phục vụ được cho cái lợi ích của người Việt Nam. Và báo cáo các anh chị là thị phần của ATS về cái SAS, tức là Substation Automation System, thì vào thời điểm này thì đối với lại thì cái hệ thống truyền tải thì báo cáo các anh chị đây là cái số lượng trạm mà tự động trạm của ATS đang trong cái lưới truyền tải. Thực ra cái chữ thị phần thì người ta có thể hiểu là ví dụ hàng năm, như ở đây là thị phần đây này là thị phần mà ATS hiện tại, số lượng trạm của ATS ở cho về tự động hóa trạm ở trong lưới truyền tải là chúng tôi chiếm đến 36%, và đây là cái nguồn của NPT là từ năm 2009, thậm chí bây giờ cái số lượng, cái tỷ lệ này của chúng tôi đang còn cao hơn cả các cái số lượng cái số như bây giờ. Thế và ngoài ra thì đối với lại các cái công ty điện lực, tổng công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh hay tổng công ty điện lực miền Trung, thì chúng tôi cũng có một số trạm 110 kV đang hoạt động. Thì cái số lượng trạm về tự động trạm của ATS trong hệ thống hiện nay ấy, là chúng tôi đang đứng đầu, và chúng tôi vượt qua cả các nhà sản xuất lớn như ABB, như Siemens, như Alstom. Và đối với các dự án SCADA thì báo cáo các anh chị là chúng tôi đã có cái hệ thống SCADA của chúng tôi hiện tại đang vận hành tại trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, đang vận hành tại trung tâm điều độ hệ thống điện miền Nam, đang vận hành một cái hệ thống như là cái control center, operation control center ở NPT. Tức là ở NPT thì chúng tôi có một cái hệ thống là kết nối với lại trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, và trung tâm chính nằm ở NPT và chia sẻ dữ liệu cho 4 công ty truyền tải 1, 2, 3, 4. Và chúng tôi có cái hệ thống ở Khánh Hòa, ở công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa, ở công ty điện lực Bắc Ninh, và chúng tôi có 2 cái hệ thống đang dùng thử cho để người dùng dùng thử ở tổng công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và công ty điện lực Đồng Nai. Như trong những ảnh này thì các anh chị thấy đây là cái trung tâm điều độ và cái mini SCADA mà chúng tôi làm cho công ty điện lực Bắc Ninh. Và ở đây tôi muốn đưa ra một cái vấn đề, đấy là đây là có một cái nghiên cứu của Mỹ, khi người ta xem xét khoảng 4.000 công ty, 4.000 cái người gọi là executive trong các công ty của người ta, thì người ta tìm ra cái gì nó cản trở cái việc thực hiện và phát triển của công ty. Thì báo cáo các anh chị đấy là 21% của cái sự thất bại là do là chúng ta không có khả năng làm việc cùng nhau, là đứng thứ tư, và cái văn hóa công ty gây ảnh hưởng đấy là 23%, cái do cái môi trường kinh tế, môi trường kinh doanh là chiếm 29%. Và báo cáo các anh chị, cái mà gây ảnh hưởng lớn nhất đến cái sự phát triển của công ty, làm cho công ty có thể thua lỗ, có thể bị không thể phát triển được, đấy là chúng ta cứ ôm lấy cái quá khứ mà chúng ta không có cái không muốn thay đổi. Thì cái đấy là cái tỷ lệ đấy là chiếm cao nhất, và đấy là cái nguyên nhân số 1 làm cho một công ty mà không phát triển được. Thế thì đối với ATS thì báo cáo các anh chị là chúng tôi căn cứ vào các cái
những cái mà thế giới người ta đã nghiên cứu, những cái mà thế giới người ta đã chỉ ra. Thì đối với ATS thì chúng tôi thấy rằng thì chúng tôi liên tục phải thay đổi và sáng tạo là cái mà chúng tôi đã làm từ từ những bước đầu tiên khi mà phát triển ATS, và cho đến bây giờ chúng tôi sáng tạo, và sáng tạo là đã đưa cho chúng tôi đến được cái thành công. Và sáng tạo không phải là cái đích đến, mà sáng tạo là một con đường, và cái đấy là cái mà trong công ty của chúng tôi báo cáo các anh chị là trong công ty thì của ATS thì đến gần như là 90% số lượng người là tốt nghiệp từ đại học Bách khoa Hà Nội. Thế và nó từ các cái khóa, thậm chí là có những khóa thì các anh chị thì các cán bộ kỹ sư của ATS thì vừa mới ra trường 1-2 năm và vẫn thấm nhuần cái tư tưởng là sáng tạo nó sẽ đưa đến thành công, và chúng ta phải thay đổi, chúng ta không bao giờ được ôm vào cái quá khứ. Và ATS cam kết với khách hàng là các hệ thống của chúng tôi, dịch vụ của chúng tôi, sản phẩm của chúng tôi nhanh hơn, đấy là chúng tôi có khả năng triển khai nhanh hơn, và tốc độ xử lý, tốc độ giải quyết vấn đề, giải quyết bài toán là nhanh hơn, và dịch vụ bảo trì cũng được tiến hành nhanh hơn, vì chúng tôi là người Việt Nam, toàn bộ cái hệ thống phát triển cũng như là các kỹ sư service là người Việt Nam. Và các anh chị là trong vòng 24 tiếng là chúng tôi có thể đến được bất cứ cái điểm nào ở trên đất nước Việt Nam, và vì thế trong các cái hợp đồng dịch vụ của chúng tôi với cái khách hàng có cái dịch vụ gọi là 24/7, tức là gì, tất cả mọi lỗi thì chúng tôi sẽ xử lý ở trong vòng 24 tiếng. Chúng tôi cam kết khách hàng là kinh tế hơn, là chi phí ban đầu sẽ rẻ hơn, và chi phí cho cả đời dự án rẻ hơn. Báo cáo các anh chị là như cái hình ảnh lúc trước tôi đưa ra cái trung tâm điều độ của điện lực công ty điện lực Bắc Ninh, và báo cáo các anh chị là tổng chi phí của nó thì chỉ cỡ khoảng là trên 1 triệu đô, và sizing của nó báo cáo các anh chị là to hơn rất nhiều sizing mà hiện nay của mini SCADA, của ví dụ như của Đà Nẵng, của Huế, của Buôn Ma Thuột hay là của Quy Nhơn. Thì vì thế cho nên ấy là cái giải pháp của chúng tôi, cái chi phí ban đầu rẻ hơn, và tất nhiên là chi phí cho cả đời dự án rẻ hơn, bởi chúng tôi ở đây chúng tôi có thể trợ giúp khách hàng tốt hơn và luôn luôn mới, evergreen. Thì chúng tôi có thể cung cấp các loại dịch vụ trọn gói, thậm chí là 10 năm, 20 năm. Và kích thước của hệ thống của chúng tôi là không giới hạn, và hệ thống thì liên tục được cập nhật với những cái công nghệ mới nhất, với lại cái yêu cầu mới nhất của khách hàng. Và ATS thì guarantee lifetime quality satisfaction, và báo cáo với anh chị là 100% guarantee. Thì đấy là cái sơ bộ về ATS. Phần tiếp theo tôi xin trình bày đấy là cái thông tin và dữ liệu của hệ thống điện. Thì báo cáo các anh chị đây là một cái hình ảnh mà ai cũng biết, đây là chính là hệ thống điện. Tất nhiên là có những cái gọi là nó hơi cường điệu lên, hoặc là có những cái mà nhiều khi các anh chị đây bảo không, cái trạm của tôi là rất đẹp, đang rất là nít, rất là sạch sẽ đâu vào đấy, chứ nó không phải là bùi nhùi một đống như này. Nhưng báo cáo các anh chị đây là hệ thống điện. Thế thì rõ ràng là đối với một cái hệ thống điện như thế này thì chúng ta mặc dù bùi nhùi thì như thế này, nhưng mà chúng ta vẫn phải cần báo cáo các anh chị là chúng ta phải biết được UIPQ code phi của nó trong cái đám lằng nhằng như này, nhưng mà cái nào ra cái đấy nó đều phải có UIPQ code phi. Báo cáo các anh chị là chúng ta cần trạng thái là cái nào đang on, cái nào đang off, cái nào đang tốt, cái nào đang không tốt. Chúng ta cần lịch công tác. Báo cáo các anh chị bùi nhùi như này, nhưng bây giờ một cái sợi nào ở đây cần công tác là đều phải có lịch, có phiếu, có tất cả. Chúng ta cần cái tài liệu kỹ thuật bùi nhùi và từng cái hộp bẩn như này, nhưng mà báo cáo các anh chị là đều phải có tài liệu kỹ thuật. Đây là hệ thống điện, và chúng ta cần sơ bộ ít nhất là chúng ta cần những cái này để chúng ta đảm bảo được cái hệ thống điện này của chúng ta hoạt động an toàn, tin cậy và kinh tế. Và tương tự báo cáo anh chị là ngành điện đầu tư từ khâu nhà máy điện phát điện đến khâu truyền tải đến khâu phân phối và đến khâu cung cấp điện cho khách hàng, thì báo cáo các anh chị là cả cái quá trình đấy là quá trình tiêu tiền. Ngành điện chỉ có tiêu tiền và chỉ đến cái chỗ này có các anh chị là cái đấy là cái chỗ mà ngành điện thu tiền về. Vì thế cho anh chị thấy là nó có những cái hình ảnh rất là đặc trưng, bởi vì đây là cái điểm mà
quản một quá trình anh tiêu tiền, đến đây anh thu tiền. Và tương tự như thế thì chúng ta cần cái gì? Và các anh chị là chúng ta cần là đo UI, côn phi, chúng ta cần là các cái thông số đếm, thông số ngoài. Đối với công tơ thì chúng ta cần thông số đếm. Chúng ta cần cái trạng thái của công tơ này là đang tốt hay xấu. Và ví dụ như trong kinh doanh thì anh chị biết là khi nếu mà gì chúng ta để nó hỏng hóc chẳng hạn thì nó sẽ nảy sinh tranh chấp, rất là nhiều vấn đề liên quan đến khi mà nảy sinh cái tranh chấp do cái hỏng hóc của thiết bị. Cũng như là việc cải thiện, chúng ta phải biết là khách hàng, chúng ta phải có quan hệ với khách hàng, chúng ta phải thông báo cho người ta, cũng như là chúng ta phải biết là người ta có bị cắt điện hay không, cũng như là các thông tin liên quan đến khách hàng. Thông tin liên quan đến khách hàng từ công tơ này chúng ta phải biết được thông tin của khách hàng chứ. Báo cáo anh chị là chúng ta nếu mà chúng ta có thể biết được là gì, cái pattern sử dụng điện của khách hàng này từ công tơ đấy, để chúng ta có thể có những biện pháp để chúng ta xem xét được là cái sử dụng điện của khách hàng như thế là có cái biểu hiện gì nó không tốt hay không, để chúng ta phát hiện được là khách hàng đấy là có, và chúng ta để chúng ta ngăn chặn được. Cũng như là cái công tơ, chúng ta phải biết cái loại công tơ đấy, loại gì, lý lịch thiết bị của nó. Thì báo cáo các chị, thông tin của ngành điện nó là như thế, và đây là những cái điểm mà nó rất đặc trưng. Thế và ví dụ báo cáo anh chị là cái khối lượng thông tin theo một cái tài liệu tôi đọc thì là người ta bảo thì nếu một cái hệ thống mà chỉ có khoảng 2 triệu khách hàng thôi thì một ngày nó sẽ sản sinh ra khoảng 26 GB dữ liệu. Thì như các anh chị biết bây giờ chúng ta cái gì cũng có cả, lý lịch thiết bị có, lịch cắt điện có, tất cả mọi thứ có. Nhưng mà chúng ta chủ yếu là chúng ta trong cái đống giấy tờ đấy. Và như thế báo cáo anh chị là tôi cũng đã làm ở EVN rồi, và tôi cũng đã bị rất là nhiều trường hợp là lãnh đạo yêu cầu một cái tờ giấy, một cái văn bản nào đấy báo cáo anh chị, hoặc là một cái thông tin nào đấy, nhiều khi tìm cả ngày không ra. Thế nhưng mà đến lúc nào đấy không cần tìm nữa thì nó lại lòi ra ở đâu đấy. Và báo cáo anh chị là cái việc mà phải tìm kiếm phải đấy, nó rất mất thời gian, và đấy là mới chỉ để tìm ra thôi. Còn bây giờ là để mà tổng hợp các dữ liệu từ các cái đống giấy tờ như này thì đấy là một cái công việc mà nó sẽ rất là mệt mỏi. Và tất nhiên rõ ràng ấy là đi làm mà, nên chúng ta khi mà lãnh đạo như ông Tạ Hoàng An yêu cầu cái gì đấy là chúng ta lập tức là chúng ta phải trèo chống, chúng ta phải làm coi như là tất cả các cái để chúng ta có thể tháo ứng. Thì đây là một cái hình ảnh mà là khi chúng ta đi làm, các anh chị là phải cố gắng làm sao để treo chống để đáp ứng được nhiệm vụ mà của mình, cũng như là các yêu cầu phát sinh của trong công việc, cũng như là yêu cầu do lãnh đạo để đề xuất yêu cầu. Và các anh chị là cái hệ thống SCADA cũng như các hệ thống quản lý thu thập xử lý thông tin của chúng ta trước đây chẳng hạn, các anh chị nó có hệ thống SCADA, hệ thống DMS, hệ thống MMS, hệ thống tính hóa đơn, quản lý khách hàng đủ đó. Và trước đây thì là các cái thông tin này không phải ở Việt Nam nữa, mà kể cả ở trên thế giới thì các cái thông tin này được trao đổi với nhau một cách rất là lằng nhằng, và nó làm cho cái thông tin nó không được đến đủ, không được đến đúng đối với cái người dùng. Và như người ta nói thì báo cáo các anh chị là một nửa cái bánh mì thì vẫn là một cái bánh mì, nhưng mà thông tin mà chúng ta có một nửa thì cái đấy nó không còn là thông tin nữa, như một nửa sự thật thì không bao giờ là sự thật. Và báo cáo các anh chị là ngành điện Việt Nam trước đây đến giờ chúng ta theo tính toán của tôi thì đã đầu tư vào hệ thống SCADA cỡ khoảng 100 triệu USD, và hiệu quả sử dụng thì theo tôi đánh giá thì cái hiệu quả sử dụng là cũng đang còn chưa đạt được những cái mong muốn khi mà chúng ta làm các cái dự án đấy. Và báo cáo các anh chị là cái xuống cấp của khi mà chúng ta mua các hệ thống của các cái người nước ngoài thì cái việc mà bảo trì sửa chữa nó không được đảm bảo, bởi vì không có được cái lực lượng tại chỗ để mà làm công tác bảo trì và bảo dưỡng sửa chữa, nên là nó xuống cấp khá nhanh. Và với anh chị đây là hình ảnh của cái SCADA server mà của trung tâm điều độ thành phố Chí Linh. Thì báo cáo các anh chị là phải mở ra cái này là cái alpha server, phải mở ra khoảng nào thì đóng lại là nó chẹp. Biết ở đây có anh nào của điều độ thành phố Hồ Chí Minh? Cái này báo
báo cáo anh chị là chủ của bên sở dữ liệu. Bây giờ chuyển sang chỗ Tôn Đức Thắng rồi. Tiếp theo đấy là tôi xin phép trình bày một chút về cái gọi là Smart Grid. Thì tôi về nguyên một cái định nghĩa, đấy là các cái hệ thống về thiết bị điện và hệ thống truyền tin tiên tiến có các cái sensor và các cái thiết bị thông minh được kết nối nhau trong một hệ thống, từ khâu từ các cái máy phát điện cho đến khách hàng, để có thể đưa đến cái khả năng vận hành một cách gọi là tốt hơn. Và nó cái hệ thống smart grid, hệ thống lưới điện thông minh, nó sẽ cung cấp cho khách hàng các thông tin cũng như các công cụ cần thiết để có thể phản ứng lại các tình trạng của hệ thống điện, cũng như là hệ thống điện thông minh nó sẽ đảm bảo cho cái việc là cái sử dụng một cách hiệu quả cái hệ thống lưới điện. Nó sẽ bao gồm từ tối ưu cái việc sử dụng các cái tài sản hiện tại, cũng như là các cái sử dụng tích hợp thêm các cái công nghệ mới, và nó sẽ đảm bảo tăng cường cái độ tin cậy cho hệ thống điện. Thì lưới điện thông minh là cung cấp cho khách hàng các công cụ cũng như thông tin để mà có thể sử dụng điện tốt hơn, và đảm bảo cho cái việc sử dụng điện, sử dụng lưới điện một cách hiệu quả, cũng như là tăng cường độ tin cậy. Thì đấy là mục tiêu của lưới điện thông minh. Báo cáo các chị là ông Edison, ông Tesla hơn 100 năm trước, các ông ấy đã thiết kế ra cái hệ thống điện thương mại, và cho đến bây giờ thì như người ta nói, thì bây giờ các ông nhìn vào cái hệ thống điện hiện tại, các ông vẫn nhận ra nó đầy đủ từng cái thứ. Cho nên cái việc vì sao có lưới điện, cái yêu cầu về một hệ thống điện thông minh, là tại thời điểm này như chúng ta đã biết là cái việc phát triển rất là nhanh của công nghệ thông tin, của hệ thống viễn thông. Vì thế cho nên cái việc mà thu thập dữ liệu từ hệ thống điện để mà có thể xử lý được các dữ liệu đấy được, để mà chúng ta như ở cái mục tiêu này, thì các anh chị thấy là cái lưới điện thông minh là cái mà bây giờ thế giới người ta nói về rất nhiều. Nhưng hôm nay tôi nói bây giờ đến 70% các cái tài liệu nói về điện là nói về lưới điện thông minh. Và trong vòng từ đây cho đến năm 2030 chẳng hạn, thế giới người ta dự kiến người ta sẽ tiêu đâu đấy cỡ khoảng 400 tỷ đô la để phát triển lưới điện thông minh trên toàn thế giới. Và báo cáo các anh chị là đến một lúc nào đấy là ở Việt Nam chúng ta cứ coi như là ok, lưới điện thông minh làm cái gì đấy có vẻ là một món ăn nó cao cấp quá, nó xa xỉ quá, chúng ta chưa có tiền để chúng ta làm được cái này. Thế thì báo cáo các anh chị là đến một lúc như với lại nhất là như ở Việt Nam của chúng ta, thì chúng ta cần tiền của các cái ngân hàng nước ngoài, chúng ta cần tiền của các cái tổ chức cho vay nước ngoài. Thế thì nếu mà chúng ta không có cái lưới điện thông minh, thậm chí người ta sẽ bảo là người ta sẽ không đầu tư cho mình để mình phát triển lưới điện. Y như là thì trước đây chẳng hạn các nhà máy điện, cái tiêu chuẩn về môi trường cũng như tiêu chuẩn về di dân tái định cư trước đây chẳng hạn, chúng ta coi những cái việc đấy là những việc mà nó tắt tiền. Nhưng mà gì, nếu mà chúng ta không thỏa mãn các điều kiện như thế thì các cái đơn vị cho vay, các ngân hàng người ta sẽ không cho chúng ta vay. Y như là sau này nếu mà chúng ta không có cái lưới điện, cái hệ thống để quản lý lưới điện thông minh theo các cái yêu cầu người ta, thì người ta cũng không cho vay tiền. Thì đấy là một cái viễn cảnh. Báo cáo các chị là đây là một cái hình của NIST, tức là cái viện khoa học và công nghệ của Mỹ, và nó đi kèm cái hình này thì nó đang còn có cái hình tổng thể nữa. Thì báo cáo anh chị là hình này và cái hình tổng thể về cơ cấu thông tin, thì chỉ hai hình này thôi thì NIST là tiêu 10 triệu đô để chỉ vẽ hai hình. Hình này là hình thứ nhất, và có một cái hình khác nữa về liên quan đến các cái giao diện thông tin. Thì với hai hình như thôi, NIST là tiêu 10 triệu. Thế thì cái lưới điện thông minh, cái smart grid, thì nó sẽ bao gồm có 7 cái domain. Đấy là vận hành hệ thống điện, vận hành thị trường điện, các cái nhà cung cấp dịch vụ, và cái phần bên dưới đấy là từ khâu phân phối, khâu truyền tải,
khâu phát điện, khâu truyền tải, khâu phân phối và khách hàng, thì lưới điện thông minh nó được kết cấu khoảng 7 cái domain đấy, và trong từng 7 cái domain đấy nó có các cái thành phần, và các thành phần đấy được nó thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu từ các sensor, từ các thiết bị về. Và báo cáo các anh chị thì ATS thì chúng tôi cũng đã tham gia được vào trong các domain này, đấy là cái domain về transmission, đấy là chúng tôi đã đưa ra được các cái trạm là smart substation. Chúng tôi cũng đã tham gia vào cái lưới điện phân phối, chúng tôi cũng đã làm các hệ thống SCADA ở cái lưới điện phân phối, ví dụ như của Bắc Ninh. Chúng tôi cũng đã làm cái đối với lại của các nhà máy điện. Báo cáo các anh chị là chúng tôi đang thực hiện cái dự án là xây dựng một trung tâm quản lý vận hành cho cái nhà máy Đa Nhiêm, Hoàn Thuận, Tam Mi và Sông Pha, tức là thu thập toàn bộ cái dữ liệu vận hành của bốn cái nhà máy đấy về trung tâm của công ty ở Bảo Lộc. Và chúng tôi cũng đã làm được một phần nào đấy ở trung tâm điều độ hệ thống điện của cái người vận hành hệ thống điện. Thì đấy là những phần mà ATS cũng đã bắt đầu tham gia vào quá trình để mà xây dựng một cái lưới điện thông minh, và hy vọng là chúng tôi có thể tham gia được vào trong cái quá trình này ở Việt Nam. Và như các anh chị thấy thì lưới điện thông minh thì đấy như bao gồm là các cái hệ thống dưới này là các hệ thống về vật lý của một hệ thống điện, và trên này là các cái để mà xử lý dữ liệu cũng như xử lý thông tin, và làm sao đấy chúng ta có thể cung cấp cho khách hàng thông tin công cụ, chúng ta đảm bảo sử dụng cái tài sản từ truyền tải, phân phối, phát điện cho đến các cái tài sản khác một cách hiệu quả hơn, cũng như chúng ta có thể nâng cao được cái an toàn tin cậy của cái hệ thống điện. Trong quá trình này thì nếu các anh chị nào có câu hỏi thì có thể giơ tay, và tôi cũng xin phép là được cố gắng trả lời nếu mà trả lời được. Còn nếu không thì những kỹ sư của chúng tôi ngồi phía sau kia sẽ ghi lại các câu hỏi đấy, và chúng tôi sẽ tìm cách là trả lời các anh chị trong một thời gian sớm nhất, hoặc là thì bàn bạc các anh chị về câu trả lời đấy. Thế thì ATS lựa chọn cái gì khi chúng tôi phát triển? Đấy là một cái yêu cầu, cái hệ thống mở, hệ thống nó phải có khả năng liên kết với lại các cái tiêu chuẩn mở rộng, cũng như là các cái nhà sản xuất khác, hoặc là thì có thể add in các cái solution cũng như là cộng tác với các solution của các đơn vị khác, tương thích với nhiều loại giao thức. Và các anh chị là giao thức đấy là cái ngôn ngữ của các hệ thống, cũng như là ngôn ngữ của cái từ thiết bị cho đến cái phần xử lý và thông tin. Thì cái đấy là cái mà rất quan trọng, cái đấy là cái mà nó làm cho cái hệ thống nó có thể làm việc được hay không. Thì có một cái câu chuyện là Chúa Trời ngày xưa loài người, tất cả mọi người là đều cùng nói cùng một thứ tiếng. Thế và Chúa Trời là bảo loài người là xây dựng một cái tháp Babel để lên trời. Thế thì báo cáo các anh chị là khi mà mọi người nói cùng một thứ tiếng ấy, là xây rất nhanh. Và Chúa Trời bảo thôi thế chết, mấy ngày nữa hay là có khi là cuối năm là nó xây lên đến trời, nó phá hết ở trên trời. Thế thì Chúa Trời thấy sợ, không biết làm thế nào, thì có một cách là ông ấy cho mỗi người nói một thứ tiếng. Tức là cuối cùng là cái tháp Babel đấy, là cái dự án đấy là dự án không bao giờ thành công được, bởi vì là thì mỗi người mỗi nước mà nói một thứ tiếng. Đấy là một cái chuyện vui về cái việc mà chúng ta có thể nói được nhiều thứ tiếng, hoặc tương thích với lại nhiều loại Coca-Cola khác nhau, và tương thích với nhiều đường truyền. Thì báo cáo các anh chị là cái sự phát triển của cái viễn thông cũng là cái phát triển rất là nhanh chóng. Thì trong có ba cái định luật mà nó quyết định đến cái sự phát triển của công nghệ ICT. Đấy là cái thứ nhất là cứ sau một năm thì tốc độ của CPU tăng gấp đôi và giá giảm đi một nửa. Thì đấy là đối với máy tính. Đối với lại viễn thông thì là sau một năm thì băng thông của viễn thông cũng tăng gấp đôi và chi phí để mà truyền tin cũng sẽ giảm đi một nửa. Thế và cái định luật thứ ba đấy là giá trị của một mạng sẽ
tỷ lệ bình phương cái số lúc tham gia mạng. Nên các anh chị thấy là gì, vì sao các cái mạng di động mà ta cứ tranh giành nhau của khách hàng, vì giá trị của một mạng sẽ tỷ lệ cái bình phương số lúc tham gia mạng. Như thế đấy là ba cái định luật mà nó chi phối cái hoạt động của cái công nghệ, sự phát triển của ICT. Vì thế cho nên tại thời điểm này, như anh chị biết là chúng ta có rất nhiều cái option để làm đường truyền. Ví dụ chúng ta có các quan, chúng ta có điện thoại hữu tuyến, chúng ta có điện thoại vô tuyến, chúng ta có kết nối satellite, kết nối và chúng ta còn rất là nhiều cái cách để truyền tin khác. Vì thế cho nên hệ thống mà chúng tôi phát triển nó tương thích với các loại các cái nhiều cái loại đường truyền tin khác nhau, để chúng ta có thể tối ưu được cái việc mà chúng ta lựa chọn được cái nhà cung cấp nào đấy mà rẻ nhất, tốt nhất để chúng ta có thể làm. Và off the shelf tức là gì, các cái sản phẩm của ATS, cái hệ thống của ATS thì được dùng bằng các cái phần cứng cũng như phần mềm chúng ta có thể mua bán ở trên thị trường. Thì đấy là khái niệm off the shelf, tức là chúng ta không phụ thuộc vào bất cứ một cái nhà sản xuất nào. Và chúng tôi sử dụng tiêu chuẩn, báo cáo các anh chị là đây là cái hình mà của Smart Grid, người ta phát qua về các loại tiêu chuẩn khác nhau mà để mà đưa lên trên cái hệ thống Smart Grid. Thì theo như NIST người ta tính toán thì Smart Grid sẽ có cỡ khoảng đâu đấy khoảng 800 cái loại tiêu chuẩn khác nhau để mà đưa vào cái hệ thống Smart Grid. Thì ATS chúng tôi cũng đã đi theo cái tiêu chuẩn ở trạm đấy là 61850, rồi đi theo cái SIM hoặc là ICCP ở các cái hệ thống và các cái truyền tin anh chị biết là WiMAX, CDMA, GPRS, SONET, SDH, SDH thì là đấy là những cái mà ATS chúng tôi khi mà phát triển là chúng tôi đi theo các cái hướng mà Smart Grid người ta đã định hình. Sản phẩm S-Station của ATS thì báo cáo các anh chị là S-Station đấy là sản phẩm của cái hệ thống tự động chạm. Và với hệ thống tự động chạm chúng tôi sử dụng tiêu chuẩn IC 61850, đấy là tiêu chuẩn mà hiện tại là đang được sử dụng rộng rãi nhất và đang được cả Bắc Mỹ lẫn châu Âu là người ta yêu cầu phát triển. Thế thì đây là cái cách thức mà ATS tôi làm cái S-Station. Và cái với cái sản phẩm như thế thì những anh chị biết là chúng tôi đã làm các cái trạm phần tự động trạm và đã chuyển những cái phòng điều khiển trạm như thế này. Báo cáo anh chị đây là phòng điều khiển trạm của cái trạm 220 kV Thủ Đức. Người ta cái trạm cái phòng điều khiển này là được người Nhật cung cấp ở cỡ 560-62 đấy, đi theo cái dự án xây dựng nhà máy điện thủy điện Gia Nhi và cung cấp dùng cái đường dây 220 kV từ Gia Nhi về Thủ Đức cung cấp ở Sài Gòn. Và các anh chị đây là cái phòng điều khiển của cái trạm 500 kV Tân Định. Thì như các anh chị thấy là cái phòng điều khiển bây giờ nó rất đơn giản, nó chỉ có một tủ server ở đây có 4 cái máy tính và cái dàn console. Và đặc biệt cái giải pháp S-Station của chúng tôi thì với lại cái cách thức truyền tin ở trên tôi sử dụng một cái mạng LAN của trạm sử dụng cáp quang với tốc độ khoảng 100 Mbps. Tôi sử dụng truyền tin ở trên đấy là nó đã thay đổi một cách đáng kể về cái khối lượng cáp. Như là đây là các cái hầm cáp cũ của các cái trạm mà theo cái phương pháp truyền thống, và đây là các cái mương cáp mới của các cái trạm mà sử dụng cái cáp quang. Và các anh chị là cái cáp mà từ đây là cáp của trạm 500 kV Tân Định, cáp đi vào trạm, đi vào phòng điều khiển của trạm 500 kV Tân Định nó chỉ có như này, tức là thì đây là các cấp nguồn đi ra và cáp ống này là cáp quang, hai sợi cáp quang đi vào, thì nó đã là đầy đủ cái phần cáp cho cả một trạm. Cũng như đây là cái cáp mà của trạm 500 kV Phú Lâm, thì báo cáo các anh chị là trong này là các cái đường cáp quang và phần cáp đồng thì nó chỉ có một ít như này thôi. Và các cái tủ chúng tôi giải pháp chúng tôi đưa ra ngoài trời ngay sát bên cạnh thiết bị đấy, cho nên là cái tủ
và cũng như là cát, mương cát báo cáo anh chị là nó rất đơn giản, thậm chí là nó chỉ cần với lại kích thước là 30-30. Và nếu mà chúng ta với lại các thiết kế phù hợp, chúng ta có thể giảm cái phần khối lượng xây lắp về các mương cát này, nhà điều khiển, thì báo cáo với anh chị là cái đấy nó cũng đã giảm đáng kể, nhất là đối với các trạm 220 và 500, với lại cái diện tích nó rất rộng. Nên ví dụ là nếu mà chúng ta sử dụng các mương cát như trước đây chẳng hạn, mà so sánh về phần xây dựng với lại các mương cát mà với lại khối lượng cát của chúng ta rất ít, thì cái đấy là cái mà giảm đi đáng kể. Ngoài ra báo cáo anh chị là nếu các anh chị đã là người vận hành các trạm, thì với mương cát như này ấy, sau một thời gian vận hành sẽ dẫn đến trạm AC chặn đất, rồi DC chặn đất, rồi thì chuột cắn, rồi rất là nhiều các vấn đề liên quan. Và báo cáo anh chị là cỡ kiểu như các cái hầm cát, mương cát như này, thì khi mà một sợi nào hỏng thì cũng lại coi như cắt đầu bỏ đấy và kéo sợi khác và cứ lớp nọ và chồng lên lớp kia. Thì như giao diện như các anh chị thấy là của như cái này là của chúng tôi kết nối với thiết bị của Schweizer, của Shell, và những cái này là kết nối các thiết bị của ABB, của Siemens, của Alstom, thì của chúng tôi là như thế. Và khi các cái trạm tự động trạm đưa vào, thì báo cáo các anh chị là nó không phải chỉ là chúng ta thay điều khiển cái trạm bằng từ cái nút ấn hoặc là khóa bắt chuyển sang là click chuột, thì với nếu mà chỉ với cái mục tiêu như thế thì cái hiệu quả việc sử dụng của một cái trạm tự động hóa nó sẽ bị hạn chế. Mà cái trạm tự động hóa đấy là gì? Chúng ta có thể ghi chép lại được toàn bộ cái hệ thống, cái hoạt động cũng như là cái thông số của các thiết bị để chúng ta có thể xử lý, lưu trữ xử lý nó. Ví dụ như ở đây chẳng hạn thì là cái phần mà tính toán cái vận hành này, khả năng tải thời gian thực của máy biến áp. Báo cáo anh chị là máy biến áp khi người ta vận hành là người ta căn cứ vào nhiệt độ để người ta vận hành. Cái chuyện quá tải hay không quá tải của máy biến áp thực ra là thực chất đấy là do nhiệt độ. Thế thì nhiệt độ của máy biến áp thì nó sẽ có được tính toán theo cái nhiệt độ môi trường. Thế thì rõ ràng ấy, là cái thời điểm mà chúng ta đang nóng 45 độ thì cái khả năng quá tải của máy biến áp khác, và nếu mà thời điểm mà đang 5 độ thì khả năng quá tải của máy biến áp là khác. Tuy nhiên ý, là trong vận hành như trước đây của chúng ta thì chúng ta ví dụ là gì 140% nửa tiếng, thế là 140% nửa tiếng, nhưng cũng cần biết lúc đấy là 45 độ nhiệt độ ngoài trời hay lúc đấy là đang 5 độ nhiệt độ ngoài trời. Thậm chí là gì nếu 45 độ và cái tải của máy biến áp trước đấy nó đang 100% rồi thì thậm chí là không có thể nó không chạy nổi nửa tiếng. Nhưng mà nếu mà thì nhiệt độ vừa 5 độ chẳng hạn, nếu mà tải trước đấy của máy biến áp nó chỉ 50% hay chỉ 40% chẳng hạn, thì chúng ta thậm chí là lên 440% nhưng nó có thể chạy được 3-4 tiếng không có vấn đề gì. Đấy, thế thì tất cả những cái đấy là nếu mà chúng ta có được đầy đủ tất cả các dữ liệu của hệ thống cũng như là chúng ta có được lưu trữ để chúng ta xử lý, thì chúng ta có thể làm cho cái việc mà khai thác như lúc nãy đấy là cái hệ thống điện thông minh là gì, làm cho chúng ta khả năng khai thác cách hiệu quả hơn cái tài sản của chúng ta. Đấy là cái phần trạm. Thế báo cáo với anh chị là liên quan đến cái xu hướng liên quan đến các cái hệ thống điều khiển ở cái mức các cái trung tâm điều khiển, thì chúng tôi đã đưa ra các cái đây là cái xu hướng phân cấp điều khiển mà của thế giới đã đưa ra. Ở phía trên thì đấy là các cái hệ thống mà nó liên kết nhiều vùng với nhau, và đấy là cái mức là mức vùng cũng như là các cái mức các cái trung tâm điều khiển ở mức thấp mức nhỏ hơn, cũng như là cấu trúc của trung tâm điều khiển và các anh chị là nó cũng làm theo kiểu là phân tán và phân phối thông tin trong một cấu trúc chung. Thì và cái xu hướng nữa đấy là xu hướng tiêu chuẩn hóa thông tin. Và các anh chị là đối với các trung tâm điều khiển thì bây giờ hệ thống sẽ được thu thập về một cái và xử lý ở trên một cái đó là IC61968, hoặc là các anh chị nghe một cái tên đấy là SIM, tức là Common Information Model, tức là SIM đấy là xuất phát đầu tiên là của cái viện điện của Mỹ, người ta nghiên cứu cái cấu trúc dữ liệu đấy, và sau đấy thì châu Âu người ta đưa ra thêm, người ta gọi là cải tiến ở trên đấy cũng như là nó phát triển hơn bằng cái gọi là IC61968, tức là thì tất cả các cái dữ liệu của một cái hệ thống điện để mà cho liên quan đến cái điều độ, liên quan đến vận hành, liên quan đến thị trường là đều được đưa vào trong cái SIM, cái mô hình SIM đấy, và có thể chia sẻ giữa cái vận hành thị trường, vận hành hệ thống truyền tải, vận hành nhà máy điện,
ở trên trên cái cùng một cái mô đồ về dữ liệu. Thì báo cáo các anh chị là hệ thống điều độ của Việt Nam thì đây cũng là một cái hình cũng rất quen thuộc đối với các anh chị đã làm điều độ, thì nó sẽ có trung tâm điều độ quốc gia, nó có trung tâm điều độ miền và nó có các cái trung tâm điều độ có thể là của các cái tổng công ty. Thì cái hình này có thể là hơi cũ nên vẫn còn là PC1, PC2, PC3, nhưng mà như các anh chị thấy là nó cũng khá là giống với lại cái phân cấp theo kiểu như thế này. Và các anh chị thì đối với lại ATS thì chúng tôi cũng thấy là thì chúng ta có thể chia ra cái mô hình là cái trên là trung tâm điều độ quốc gia, dưới là trung tâm điều độ miền và phía dưới nữa là các cái trung tâm điều độ của các tổng công ty điện lực. Và cái các tổng công ty điện lực thì người ta có thể chia sẻ ra cho các cái điện lực cũng như xí nghiệp cao thế, hoặc là các điều độ miền thì có thể là chia sẻ cho các trung tâm quản lý vận hành hoặc trung tâm quản lý thao tác. Bởi vì báo cáo các anh chị tại thời điểm này ý, là theo quy trình chúng ta chỉ có 3 cấp. Thế nên nếu mà chúng ta có các trung tâm để mà quản lý vận hành hoặc là để thao tác thì chúng ta có thể chúng ta phải gọi chạch đi một cái từ là trung tâm quản lý vận hành, thì chúng ta không thể gọi là trung tâm điều độ, bởi vì quy trình điều độ của chúng ta tại thời điểm này chỉ có 3 cấp. Thì đây là một cái mô hình mà chúng tôi cũng đưa khi mà làm với đại trung tâm điều độ hệ thống điện miền Nam nghiên cứu về các vấn đề quản lý, chia sẻ thông tin cũng như là các mô hình vận hành. Thì như các anh chị thấy là trung tâm điều độ A2 chẳng hạn, người ta có thể kết nối với lại các nhà máy điện, các trạm 220, trạm 500, trạm 110 với các trung tâm điều độ điện lực của tỉnh có thể được kết nối với nhau, và cũng kết nối với lại các trạm 110, kết nối với lại các cái trạm 220, trạm 22V, 15V, trạm khách hàng và chia sẻ thông tin với nhau, cũng như là chia sẻ cái quyền giám sát, quyền điều khiển. Thì báo cáo các anh chị là bởi vì chúng ta có được cái hệ thống viễn thông, hệ thống điều chia sẻ thông tin nó tốt, thì các cái công tác như thế này, chia sẻ kết nối thông tin dữ liệu là chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Nó có những cách chúng ta vẫn tuân thủ, đấy là cái tính cái sự phân tán của các trung tâm điều độ, trung tâm quản lý vận hành, đấy là cái việc mà chúng ta thống nhất hóa cái lượng cái thông tin và cũng như là dữ liệu mà chúng ta chia sẻ ở trên đấy. Cái này thì báo cáo anh chị thì nó cũng khá chi tiết, đấy là cái cách thức tổ chức dữ liệu của cái giải pháp của ATS. Là từ các cái trung tâm điều độ thì chúng ta có thể kết nối qua ICCP, từ các cái điểm đo đếm chúng ta có thể kết nối với lại các cái bằng các cái cách thức đọc công tơ, đọc dữ liệu của các smart meter khác nhau, hoặc từ các cái trạm chúng ta có thể kết nối bằng cái IDC 101, 104 hoặc là các cái cách thức hoặc là 618-50 hoặc các cái cách thức trao đổi dữ liệu khác. Và chúng ta đưa đến cái xử lý dữ liệu và cái tập trung dữ liệu cũng như là chia sẻ dữ liệu qua các hệ thống tham nhập cũng như là chia sẻ dữ liệu đối với các hệ thống khác. Và để tập trung dữ liệu thì báo cáo các anh chị, chúng tôi cũng đã có phát triển cái cơ sở dữ liệu của hệ thống điện Việt Nam trên cái mô đồn là CIM hoặc là 61968-61970 theo cái version là version 15, version cho đến tại thời điểm này là version 15. Thì có giá trị là cái 61968 nó sẽ quản lý tài sản, quản lý khách hàng, quản lý đo đếm, quản lý các cái trạm, các cái tải, cái hệ thống nhà máy điện như hệ thống truyền tải, hệ thống phân phối. Và đặc biệt là đối với lại cái tại thời điểm này thì cái mô hình SIM nó có thêm là cái 62235 là cái mới ra. Đây là cái mô hình mà nó cho phép là chúng ta quản lý cái thị trường điện. Cái, toàn bộ cái mô đồ dữ liệu này đã được đưa ra và chúng tôi đã phát triển cái trên cái mô đồ này các cơ sở dữ liệu cho cái hệ thống điện Việt Nam. Thì chúng tôi cũng đã làm thì chúng tôi cũng đã thử với lại các cái application như PSSI, PSO BMS, Pomod,
Vintera, và các chúng tôi đã sử dụng cái việc nhập liệu thế này kia thì thông qua cái data portal và sử dụng cái SIM interface cũng như cái data center của SIM D mà có thể trao đổi để với lại các cái ứng dụng. Báo cáo thì đây là một cái ví dụ của cái cơ sở dữ liệu mà chúng tôi đã xây dựng. Thì như các anh chị thấy là nó sẽ có đầy đủ các đặc tính, vì cái mô hình dữ liệu này là theo IEC, cho nên chúng ta không phải nghĩ ở đấy nó chúng ta sẽ có đầy đủ, và thậm chí là như anh chị thấy là chúng ta có thể nhúng vào đấy cái các hình ảnh thật của cái trang cũng như thiết bị của chúng ta. Và như ở đây như anh chị thấy đây là cái phần lưới truyền tải 220/500 thì chúng tôi có thể dùng cái dữ liệu mà chúng tôi làm đấy để tính toán cái phần lưới truyền tải. Tức là gì, là cái dữ liệu đấy nó tương thích với lại PSI để PSI có thể lấy được đọc được cái dữ liệu đấy. Tất nhiên ở đây báo cáo anh chị là cái PSI nó đọc kiểu gì, là nó sẽ phải đọc qua cái PSI OBMS, thì sau đấy thì nó sẽ ra cái base case để PSI có thể nhận. PSI không thể nhận được các dữ liệu thì báo cáo anh chị là vẫn theo cái cách thức như trước, thì chúng tôi thấy chúng tôi đưa ra đấy là làm sao đấy chúng ta có thể xây dựng kết nối được dữ liệu từ các cái trạm biến áp, từ các cái đường dây hoặc là từ các cái công tơ đo đếm trong hệ thống mà thuộc quyền quản lý của NGC để chúng ta có thể đưa được dữ liệu về. Và nữa là chúng ta có thể kết nối được với lại trung tâm điều độ, ví dụ kết nối qua ICCP, và kết nối ở với các cái đường kết nối này chúng ta kết nối qua 101, 104 hoặc là kết nối qua cái đường của công tơ thì có thể mode bus, có thể là IEC, có thể là DLMS đấy, và tiếp theo đấy là chúng ta có thể kết nối được SGC, tức là công ty lưới điện cao thế của tổng công ty miền Bắc, có thể kết nối được với lại các công ty điện lực ở các điểm giao nhận, cũng như là kết nối được với lại cung cấp được, khi chúng ta có được dữ liệu, chúng ta xử lý được dữ liệu, chúng ta có thể cung cấp được cho các văn phòng, các đơn vị chức năng của tổng công ty miền Bắc, cũng như chúng ta có thể kết nối với lại khách hàng để chúng ta trao đổi thông tin. Vì bản thân có thể là báo cáo với chị là công ty lưới điện cao thế, chúng ta cũng có một số khách hàng lớn mà khách hàng đấy chúng ta cần kết nối để có được thông tin, có được công cụ để làm sao chúng ta sử dụng điện một cách tốt hơn. Và đây là cái kiến trúc trao đổi phần mềm, thì báo cáo với anh chị nó sẽ bao gồm các phần chính là các phần bốn vàng, đấy là thu thập dữ liệu cũng như là xử lý cái phần tự động trạm. Như anh chị thấy đây là các cái demo của chúng tôi, tức là gì, ở trong trường hợp mà đối với một trạm 110 của công ty lưới điện cao thế chẳng hạn, thì chúng ta có thể lắp một bộ và xử lý dữ liệu này tại trạm và kết nối về trung tâm. Đấy, và chúng ta có cái cơ sở dữ liệu quá khứ, cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu quá khứ để chúng ta có thể thu thập dữ liệu, cũng như là sử dụng các cái như web service, cũng như là các cái ứng dụng khác nhau để cung cấp cho khách hàng. Ngoài ra chúng ta có thể có các cái ứng dụng nó tương đối, đấy là cái xử lý về mặt của dữ liệu đo đếm, cũng như là các cái ứng dụng cấp cao. Và cách thức kết nối thông tin thì báo cáo của anh chị là chúng ta có thể dùng rất là nhiều các cách thức kết nối qua internet, kết nối qua đường cáp quang, kết nối qua GPRS. Báo cáo của anh chị là như các anh chị nhìn thấy ở đây, đây là cái smart modem, là chúng ta có thể kết nối toàn bộ cái hệ thống này vào trong phần xử lý dữ liệu thông qua đường của cái mạng GSM, tức là nó sẽ dùng cái dịch vụ GPRS của cái mạng GSM, hoặc là có thể sử dụng cái backer để chúng ta có thể kết nối dữ liệu, tức là có thể on way on mà giá thì báo cáo anh chị là ví dụ như bây giờ nếu mà chúng ta mua một cái gói cái giá mà chúng ta truyền thoải mái thì hình như là đâu đấy cỡ khoảng 150.000 một tháng, thì báo cáo một cái giải pháp truyền dữ liệu như thế, tất nhiên sẽ có rất là nhiều người đặt câu hỏi là như thế thì nó có an toàn hay không. Thì báo cáo anh chị là nếu chúng ta sử dụng cái giải pháp là chúng ta kéo đường cáp quang này, chúng ta lắp STM, PCM, thì báo cáo anh chị là kể cả trong những trường hợp như thế chăng nữa,
thì một năm có 8.760 giờ thì cũng không ai có thể đảm bảo được thì nó đảm bảo cả 8.760 giờ cả, nhưng mà chi phí của nó thì báo cáo anh chị là vô cùng đắt. Thế còn ở đây ý, bao giờ đấy đứng trước một khi mà giải quyết một vấn đề thì bao giờ người ta cũng phải xét đến hai cái, đấy là chi phí và lợi ích. Thế thì chúng ta có thể ví dụ là chúng ta có cái đường chúng ta sử dụng cái đường mạng WAN của chúng ta đã có, chúng ta kết hợp với đường internet là đường thứ hai, và chúng ta đã kết hợp với lại cái đường của GPS là cái đường backup thứ ba đấy chẳng hạn. Thì với giải pháp truyền tin như này báo cáo các anh chị chúng tôi đưa ra đấy, tôi nghĩ là chắc chắn nó sẽ rẻ hơn rất nhiều cái mà trước đây chúng ta đã làm. Thì ví dụ như đây là những cái cách mà chúng tôi làm đối với lại trung tâm quản lý miền Bắc. Chúng ta có cái trung tâm có các cái console cho vận hành, cho làm báo cáo, cũng như là các cái liên kết với lại tổng công ty điện lực miền Bắc, và liên kết với lại các cái trạm 110, cũng như liên kết với lại các cái công ty điện lực liên quan, và liên kết với lại trung tâm điều độ A1, A0 để trao đổi. Đây là cũng là một cách để một cái kết cấu truyền tin. Thì đây là kết cấu truyền tin mà bởi vì tôi thấy là gì, là công ty điện lực trước đây ấy, thì người ta có một cái mạng nội bộ và các quan nội hàm rất là tốt, nó đến hiện tại tôi nghĩ là với tổng công ty điện lực miền Bắc chẳng hạn thì nó đến gần như là tất cả các trạm của tổng công ty điện lực miền Bắc, và tổng công ty điện lực miền Nam tôi cũng biết là cái mạng các quan này cũng đã đến gần như là hết tất cả các trạm, và chúng ta có thể sử dụng các cái thiết bị và các anh chị là các thiết bị gọi là TDM over IP mà sử dụng trong các trạm biến áp ở đây trên này. Chúng ta có thể ghép kể cả thiết bị bảo vệ so lệch, chúng ta ghép kể cả truyền 61850, truyền bảo vệ giữa hai đầu trạm, cũng như là trên này các anh chị có thể ghép kể cả hotline, kể cả mạng, kể cả điện thoại IP, điện thoại analog thông thường, và chúng ta có thể ghép kể cả ghép lên cái mạng SDH, và cũng như là chúng ta có thể tạo thành được một cái mạng WAN nội bộ với tốc độ lên đến gigabit. Và với cái này báo cáo anh chị là nó được chế tạo cho việc sử dụng ở trong các trạm biến áp, vì thế cho nên là nó có thể dùng cái cấp nguồn thông thường của chúng ta như 110, 220V DC chẳng hạn, và nó sống rất là khỏe. Ví dụ nó có thể chịu, nó thiết kế theo tiêu chuẩn của IEC 255, nó có thể chịu được các cái xung điện áp về cảm ứng điện từ vân vân và vân vân. Còn đặc biệt nữa báo cáo các anh chị là các cái kỹ sư dơ len, kỹ sư bảo vệ điều khiển, chúng ta có thể thao tác trên cái thiết bị này nó đơn giản hơn rất nhiều là thao tác ở trên các thiết bị PCM như STM.